Hiện nay, nhu cầu giải trí về âm thanh của con người ngày càng nâng cao, đặc biệt là tại những chuyến đi chơi, du lịch, hội họp. Tuy nhiên, với những môi trường mang tính linh hoạt thì những dàn âm thanh đồ sộ không đáp ứng được. Hiểu được vấn đề trên, thương hiệu âm thanh Kajudo Audio đã cho ra đời loa karaoke di động Kajudo với thiết kế sang trọng, nhỏ gọn, với bánh xe có thể di chuyển dễ dàng để phát thanh bất cứ nơi đâu. Bình điện được tích hợp trong loa để giúp người sử dụng thoải mái từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Đồng thời, các hệ thống vặn nút điều chỉnh chức năng của loa di động được thiết kế khá đơn giản, không gây rắc rối và phức tạp cho người dùng. Mình là người rất yêu thích ca nhạc, cũng như là thích đi du lịch cùng mấy gia đình, cùng bạn bè. Mình muốn lắp một cái hệ thống karaoke tại nhà, nhưng mà thực sự là giá thành và tính tiện lợi của nó là không cao. Nên là qua tìm hiểu thì mình đã phát hiện ra cái hệ thống loa kéo Kajudo thì nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mình về công suất, về âm thanh, về cái tính tiện lợi. Vì vậy mình đã quyết định chọn cái hệ thống này. Tuy là loa di động, nhưng mức công suất lại ngang bằng một dàn âm thanh karaoke, cho ra chất lượng âm thanh rất đỉnh cao. Đặc biệt, chỉ cần kết nối loa di động với các thiết bị thông minh là chúng ta có thể thoải mái hát karaoke trên kho nhạc khổng lồ YouTube. Ngoài ra, loa di động Kajudo còn có thể giúp bạn mang theo khi đi du lịch, tổ chức ngoài trời, trợ giảng, cắm trại, nhảy múa hoặc nhiều hoạt động ngoài trời khác.